Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Nay là ngày 16 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc đang xem về mẫu mã đồ thờ cúng bằng gỗ. Thì trong clip này thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu ngai thờ cột tròn cột tiện bằng gỗ mita, được sơn son thép vàng và phần mặt là chúng tôi sơn then. Thì cỗ ngai thờ này có một cái kích thước rất là khủng, chiều dài là 75, chiều sâu là 61 và chiều cao là 1m17. Như ngày xưa thì các cụ thường gọi đây là cỗ ngai thờ một thước rưỡi. Đây là đơn đặt hàng của anh Đại, anh ở Bắc Giang. Anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, thì hôm nay chúng tôi mới hoàn thiện xong để bàn giao cho anh để kê vào đúng nhà thờ lớn của dòng họ. Thì trong cái chuyên mục đồ thờ cúng thì chúng tôi cũng giới thiệu rất nhiều tới quý vị và các bạn mẫu hoành phi câu đối cuốn thư sơn son thiếp vàng và ngai thờ bài vị. Thì quý vị có thể xem thêm ở trong trang chủ đồ gỗ Hiền Lành YouTube. Và tất cả các cái video này được phát độc quyền, phát trực tiếp trên kênh YouTube đồ gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể tham khảo và xem thêm, hoặc quý vị có thể truy cập vào fanpage Facebook đồ gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể xem thêm được hình ảnh chi tiết các cái góc cạnh rõ nét hơn. Thì cỗ ngai thờ này là được làm bằng gỗ mít và phần tai này chúng tôi chạm rồng thật, chạm vây rồng, đầu rồng nhìn rất giống rồng thật, và phần dưới là chúng tôi làm phần cột tròn. Thì bên cạnh những cái mẫu ngai thờ cột tròn này, chúng tôi đã tải lên trên YouTube những mẫu ngai thờ ngai vách. Trong clip sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu ngai thờ ngai vách cũng bằng chất liệu gỗ mít, để quý vị có thể tham khảo được hai cái mẫu mã đang thịnh hành nhất hiện nay là ngai cột và ngai vách. Ngai thờ nó có hai màu chủ đạo, đó là màu sơn son thép vàng và màu cánh dán PU. Nếu như quý vị làm bằng gỗ mít thì quý vị phải sơn son thép vàng, còn nếu như làm bằng chất liệu gỗ cụ thì quý vị phải sơn PU cánh dán. Vì bản chất của gỗ mít là hợp với sơn son thép vàng, nhưng mà ngược lại thì gỗ cụ thì lại là sơn PU cánh dán. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thì nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị mà ưng mẫu ngai thờ như này, quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn báo giá cụ thể cho quý vị. Quý vị hãy liên hệ vào Zalo 0986 883349. Thì chúng tôi có nhận trùng tu đồ thờ cúng, nội thất phòng thờ của đình chùa miếu mạo cũng như nhà thờ tư gia đã qua sử dụng. Chúng tôi nhận thiếp vàng Đài Loan và dát vàng 4 số 9 lên đồ thờ nếu như quý khách yêu cầu. Dát vàng ta thì thường nó đắt hơn vàng Đài Loan rất là nhiều. Và trên màn hình quý vị và các bạn đang chiêm ngưỡng đây là một cỗ ngai thờ thiếp vàng Đài Loan. Và câu đối lòng mo này chúng tôi chữ là dát bằng vàng thật. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều đồ thờ cúng như hoành phi câu đối, cuốn thư, sập thờ, ngai thờ và ỷ khám, bài vị, cũng như là hộp sắc phong. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để quý vị xem được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất, mẫu mới nhất. Hoặc quý vị có thể truy cập vào YouTube. Các video này được phát trực tiếp trên kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Hoặc quý vị truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, quý vị có thể xem thêm các cái hình ảnh về cuốn thư câu đối sập thờ. Vâng, hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.